xe luôn rồi. Xôn xao đoạn clip người đàn ông có dấu hiệu bất thường leo lên xe tải bỏ chạy tông hàng loạt người ở Cần Thơ. Theo như mạng xã hội chia sẻ, một người đàn ông có dấu hiệu không bình thường đã có hành vi cướp xe tải chạy từ quận Thốt Nốt đến địa phận khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ trên tuyến quốc lộ 91 thì đã bị bắt. Trên đường bỏ chạy, người này đã tông hàng loạt người đang lưu thông trên đường, khiến nhiều người thương vong. Đã có 2 người không qua khỏi liên quan vụ việc trên vị trí tại khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ trên tuyến quốc lộ 91. Theo thông tin từ các nhân chứng, người đàn ông này có biểu hiện ngáo đá, không kiểm soát được hành vi của mình. Trước khi cướp xe tải, hắn đã cố gắng cướp một chiếc xe máy nhưng không thành công. Sau khi cướp được xe tải, hắn lái xe với tốc độ cao, gây ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến quốc lộ 91, khiến nhiều người hoảng sợ và gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng người dân đã phối hợp truy đuổi và bắt giữ đối tượng tại địa phận khu vực 2, phường Trà Nóc. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc. Người dân khu vực cũng được khuyến cáo nên cẩn trọng và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các hành vi tương tự. Bên kia rồi, mày nó kêu lấy xe mình chặn lại nè, nó ác bánh xe luôn rồi. Đụng nó cậu bay nó xe tôi kìa. Để cho nó làm nhiệm vụ luôn chứ sao vậy? Sao vậy cho nó bắt luôn chứ sao? Bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.